và các bạn đang theo dõi chuyện thường ngày của VTC 14. Đời sống kinh tế ở khu vực trung du miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, giáo dục ở nơi đây còn thiếu thốn mọi bề, cơ sở vật chất chưa hiện đại, việc đầu tư học ngoại ngữ cho các em còn nhiều hạn chế. Vậy mà một ngôi trường của xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng trong năm học vừa qua lại gặt hái thành tích vượt trội. Đó là một cô học trò lớp 2 đại diện cho Việt Nam đi thi và đạt giải thưởng kim cương trong cuộc thi Olympic toàn quốc tế FISO tổ chức tại Dubai. Điều đặc biệt là cô học trò này lại là người Cuba, theo bố mẹ sang Việt Nam từ nhỏ. Từ chỗ chưa nói sõi tiếng Việt, giờ đây cô trò nhỏ này đã gặt hái rất nhiều giải thưởng danh giá khác, là niềm tự hào của giáo dục địa phương. Chúng ta hãy cùng gặp cô bé trong phóng sự sau đây. Amalia năm nay lên lớp 3. Cô bé nổi bật giữa lớp bởi gương mặt xinh xắn đậm chất Mỹ Latin. Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt nâu to tròn. Nhìn cô bé nhanh nhẹn hoạt bát như bây giờ, ít ai biết được cách đây 2 năm khi mới nhập học, em rất nhút nhát, thậm chí sợ hãi khi ở môi trường mới. Những tưởng rào cản ngôn ngữ, rào cản văn hóa sẽ khiến em không thể thích nghi ở ngôi trường làng này. Cái quá trình mà học tiếng Việt của Amalia thì khá là vất vả. Bản thân cô giáo chủ nhiệm tôi thì là không biết tiếng Anh. Và khi sang đây thì bạn cũng là người vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Việt. Khi mà học tiếng Việt thì là tôi phải sử dụng đến cái phần mềm Google dịch từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha của bạn. Khi bạn hiểu thì tôi lại dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và sau đó thì nói lại bằng tiếng Việt. Rất là vất vả đấy ạ. Nhưng mà được một cái là bạn ấy rất là ham học và cố gắng. Ngôn ngữ của cô bé là tiếng Tây Ban Nha, nên cùng một lúc em phải học thêm cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Với tố chất thông minh, ham học hỏi, Amalia tiếp thu bài rất nhanh. Chỉ sau 5 tháng, em đã đọc thông viết thạo. Sang học kỳ 2 năm lớp 1, cô bé đã đại diện cho trường tham gia cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt của huyện Đoan Hùng. Cùng với đó, vốn tiếng Anh cũng được trau dồi nhanh chóng. Trước hết đó là một em bé vô cùng thân thiện, văn minh, hết sức gần gũi bạn bè. Và nổi bật hơn nữa đó là em có một trí tuệ rất là tốt, em tiếp thu bài rất là tốt. Các cô giáo của trường tiểu học Chí Đám còn dạy cho Amalia hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Bố mẹ cô bé là người Cuba, đều là bác sĩ tim mạch, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ. Có những ngày bố mẹ cô bé bận công việc ở bệnh viện, cô giáo đèo Amalia về tận bệnh viện. Trên đường đi, cô giáo không quên chỉ dẫn cho Amalia những điều tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất thân thương. Trên đường đi về thì là mình cũng kết hợp là chỉ cho bạn này, ví dụ là con trâu này, con bò này, hoặc là giới thiệu này, cây phượng này, cây bạc này, hoặc là đi qua danh trại bộ đội thì là giới thiệu là bộ đội. Đấy là hướng dẫn bạn đến chào, thì là bạn ấy rất là thích thú. Amalia thể hiện được năng khiếu vượt trội ở tất cả các môn học. Những thành tích nổi bật của em trong học tập có thể kể đến như năm 2023, giải bạc cuộc thi Olympic toán quốc tế FISO vòng quốc gia. Tháng 3 năm 2024, giải vàng và bạc cuộc thi Olympic toán quốc tế FISO vòng quốc gia. Tháng 6 năm 2024, đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham dự cuộc thi Olympic toán quốc tế FISO và đã đạt giải kim cương. Hình ảnh một cô bé Cuba đại diện cho Việt Nam được vinh danh cùng lá cờ Việt Nam trên sân chơi trí tuệ thế giới có lẽ là hình ảnh đẹp hiếm thấy. Có thể nói là Amalia tham gia tất cả các cái sân chơi học tập do cấp trên tổ chức. Sân chơi nào em cũng đạt được giải rất là cao. Và đặc biệt nhất là trong sân chơi mang tầm cỡ quốc tế, mang tên là FISO toán quốc tế. Em đã cùng gia đình đến đất nước Dubai để tham dự cuộc thi toàn cầu. Và tại cuộc thi này em đã giành được một ngôi vị rất cao,
đó là em đã đạt được giải Kim Cương ạ. Đó là một niềm tự hào lớn đối với gia đình và đối với nhà trường. Khó có thể diễn tả hết những nỗ lực của Amalia trên con đường học tập. Và cũng khó có thể nói hết được những nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo ở ngôi trường làng xã Chi Đám đã ươm mầm cho ước mơ và đã gặt hái được trái ngọt. Mỗi một ngày được nhìn ngắm Amalia học tập, đấy đã là một hạnh phúc rồi. Và tôi có cảm nhận là Amalia giống như một món quà từ đất nước Cuba rất là xa xôi được gửi tới Việt Nam. Và tôi đã vinh dự được đồng hành học tập cùng em trong suốt thời gian vừa qua. Và năm học tới đây thì cô trò chúng tôi sẽ tiếp tục trên con đường chinh phục những tri thức mới ạ. Con rất thích trường Chi Đám này vì có cô rất tốt. Khi được giải thưởng Kim Cương thì em cảm thấy rất vui ạ. Lớn lên em muốn làm bác sĩ như bố mẹ của em ạ. Con yêu trường của em rất nhiều, con thích cô giáo, con thích các bạn, con muốn ở đây đến lớp 5. Con yêu đất nước Việt Nam rất nhiều vì Việt Nam rất đẹp và người Việt Nam cũng rất tốt. Con viết thư gửi vậy, thằng bố bằng lòng thôi. Ngoài ấy chắc nhiều gió, đảo không có gì che. Ngoài ấy chắc nhiều sóng, bố lúc nào cũng nghe. Cơ duyên kết nối Amalia với ngôi trường làng Chi Đám chính là Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Nhiều năm nay, bệnh viện này là một điểm sáng trong công tác khuyến học khuyến tài. Với những hoạt động rất thiết thực, bệnh viện đã hỗ trợ rất nhiều công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng người tài ở địa phương. Sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với lãnh đạo bệnh viện. Hội khuyến học huyện Đoan Hùng được thành lập năm 2022 với sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương. Những năm qua, hội liên tục được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen. Những năm gần đây, hội có sáng kiến về mô hình cây bưởi khuyến học. Bưởi Đoan Hùng là đặc sản nổi tiếng cả nước. Mỗi gia đình sẽ dành ra 1 đến 2 cây bưởi trong vườn để cho con em tự tay chăm sóc, tỉa cành, thu hái. Số tiền sẽ để cho các em chi tiêu vào việc học tập. Chúng tôi đã phối hợp chỉ đạo các cơ sở để nhân rộng cái mô hình cây bưởi khuyến học. Đây là một mô hình mà rất có ý nghĩa đối với cái vùng bưởi như ở Đoan Hùng chúng tôi. Thứ nhất là để các cháu nâng cao cái ý thức về lao động. Cái thứ hai là các cháu đã làm quen và biết sử dụng cái thành quả lao động của mình để phục vụ cho vấn đề học tập của các cháu. Có thể thấy, hoạt động khuyến học ở huyện rất thiết thực. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương là một điểm sáng trong công tác này. Hàng năm, bệnh viện đều nhận đỡ đầu hàng chục cháu có hoàn cảnh khó khăn, chăm học, chịu khó vươn lên trong cuộc sống. Bệnh viện hỗ trợ tiền học cho các cháu từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp đại học. Đối với trường học Chi Đám cũng được Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cũng hết sức là quan tâm, hỗ trợ như là hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em học tập và hỗ trợ những em học sinh mà có những thành tích học tập tốt, có thể đó là nuôi đỡ đầu các em để vươn xa hơn và vươn cao hơn. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã hỗ trợ nhà trường về cơ sở vật chất, cả vật chất và tinh thần, trang thiết bị dạy học. Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chúng tôi đánh giá rất là cao. Ông là người có tâm và có tầm nhìn chiến lược về công tác khuyến học. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã có nhiều cái hoạt động rất là cụ thể, rất là sát thực với cái điều kiện tình hình của địa phương, góp phần đắc lực vào cái hoạt động chung của cái sự nghiệp khuyến học của huyện Đoan Hùng. Bệnh viện đã có một cái cán bộ chuyên trách, so với mọi nơi thì chưa ở đâu có, mà đây là bệnh viện Hùng Vương đã có một cái cán bộ chuyên trách phụ trách riêng về công tác khuyến học khuyến tài. Hàng năm thì chi hội khuyến học của bệnh viện tổ chức các cái đợt khen thưởng, trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc và hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và đã có nhiều học sinh nghèo vượt khó, hành trình chinh phục tri thức không bị dang dở nhờ sự hỗ trợ này. Cũng có một số em đã tốt nghiệp đại học ngành y và quay về công tác tại bệnh viện, ngôi nhà thứ hai thân thương.
Tôi đã đi thăm hai trường quốc tế ở Hà Nội và cũng cân nhắc rất nhiều. Rất may ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã giới thiệu cho những giáo viên tốt, đặc biệt là cô giáo tiếng Anh và cô giáo tiếng Việt. Sau khi tiếp xúc thì thấy Amalia rất yêu thầy cô, bạn bè và ngôi trường nơi đây, nên tôi quyết định để cháu gắn bó lâu dài với ngôi trường. Chúng tôi rất tự hào về Amalia và biết ơn, cảm phục các thầy cô đã dạy dỗ con gái chúng tôi nên người. Bố mẹ của Amalia là hai bác sĩ người Cuba. Cách đây 3 năm, họ cũng trăn trở tìm trường quốc tế cho cô bé ở Hà Nội. Tuy nhiên, vì không muốn xa con và cũng tin tưởng ngôi trường làng, nên họ đã gửi gắm niềm tin. Và giờ đây, khi thấy Amalia đến trường với niềm vui và sự háo hức, họ biết rằng niềm tin đã gửi gắm đúng chỗ. Câu chuyện về ngôi trường làng giành giải Olympic quốc tế mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị đang cho thấy vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác khuyến học khuyến tài. Có thể thấy khi học sinh cố gắng nỗ lực, thầy cô tâm huyết và công tác khuyến học được đẩy mạnh thì các thành tích nổi bật không gì là không có thể. Vâng, thưa ông Trần Liên Việt, ông có thể cho biết là gia đình bác sĩ Peter đã công tác ở Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương từ khi nào và bệnh viện đã hỗ trợ gia đình bác sĩ, tạo điều kiện cho gia đình bác sĩ ổn định cuộc sống ra sao ạ? Bác sĩ Peter thì đến giờ này thì cũng đã làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương được 4 năm. Thì trong cái quãng thời gian đó thì cũng rất nhiều các cái khó khăn khi ban đầu mà mời bác sĩ Peter trở về đây. Trong đó đặc biệt là cái môi trường làm việc với người nước ngoài, giao tiếp rồi cái cách tiếp cận thì cũng khó khăn. Sau đó thì cũng trải qua rất là nhiều các cái nỗ lực của phía lãnh đạo, phía anh em của khoa tim mạch thì chúng tôi đã vượt qua và đến xây dựng một cái khoa tim mạch đến hiện nay thì là cũng rất là lớn mạnh. Về vấn đề học tập của các con của bác sĩ Peter thì lúc đầu gặp khó khăn như thế nào ạ? Khi mà bác sĩ Peter đưa gia đình sang đây để mà ở bên này, bên Việt Nam thì nó đối mặt rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi mà Peter sang thì có con nhỏ và con nhỏ của bạn đến lúc đó thì là bắt đầu bước vào lớp 1 thì cái vốn tiếng ngôn ngữ của bạn ấy là tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha thì rất khó khăn trong cái việc lựa chọn ngôi trường để học tập. Thì phía lãnh đạo bệnh viện cùng với bác sĩ Peter thì cũng tìm kiếm nhiều giải pháp, tìm ở Hà Nội rồi các cái thành phố lớn, đô thị lớn về các cái trường mà có cái giảng dạy về ngôn ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, các cái trường quốc tế. Nhưng tuy nhiên cái tỷ lệ đó ở Việt Nam rất là ít, các trường quốc tế thì chủ yếu giảng dạy về tiếng Anh thì rất là khó khăn. Thế sau đó thì suốt mấy tháng thì là gia đình Peter quyết định làm lựa chọn phương án là mời giáo viên Việt Nam cùng với mẹ nữa là dạy song song cả tiếng Anh cả tiếng Việt để mà quyết tâm là cho bé học theo cái trường gọi là trường cấp 1 tại địa phương để cho thuận tiện trong cái môi trường làm việc và môi trường học tập của bố mẹ cũng như của cháu. Được biết hệ thống y tế Hùng Vương không chỉ quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe người dân đâu mà các ông còn rất là quan tâm đến vấn đề giáo dục, mà cụ thể ở đây chính là công tác khuyến học. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về điều này ạ? Việc quan tâm đến khuyến học thì nó giống như mình gây dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì xuất phát từ quan điểm đó thì ngay từ những ngày đầu thành lập thì phía lãnh đạo bệnh viện và đặc biệt chủ tịch hội quản trị cũng rất là cực kỳ quan tâm đến công tác khuyến học. Cái khuyến học ở đây thì ngoài những cái việc mà tham gia hỗ trợ rồi cho các cái cháu học giỏi tại địa phương thì cũng là một cái môi trường nữa là tạo cái khuyến học cho chính cái thế hệ con em của cán bộ nhân viên đang làm việc tại bệnh viện. Và chúng tôi đã vận hành rất nhiều cái giải pháp, từ những cái việc là thuê các giáo viên mở các cái lớp và ôn luyện bồi dưỡng, rồi cho tham gia các cuộc thi, trao các cái phần thưởng, rồi học bổng, rồi hỗ trợ kinh phí cho các cháu tài trợ để học các cái cấp học khác nhau, từ cấp học phổ thông cho đến các cái cấp cao hơn là đại học, thậm chí là sau đại học, để mà mong muốn các thế hệ sẽ có cái điều kiện tốt hơn để tiếp cận với đam mê của mình. Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình ạ.
Câu chuyện về một cô học trò Cuba học trường làng ở Việt Nam giành nhiều giải thưởng quốc tế mà chúng tôi vừa truyền tải đến quý vị, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các em học sinh, các thầy cô trong năm học mới. Và hy vọng trong năm học này, công tác khuyến học khuyến tài trên cả nước sẽ được quan tâm hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.